Chào mừng tất cả các bạn, chúng mình là Mr. Zero. Hơn 40 pha cứu thua ngay trên vạch vôi năm 2019. Khi mà thủ môn đã bỏ cuộc, những hậu vệ này xuất hiện cứu thua ngay trên vạch vôi bằng các pha xử lý nhanh như điện xẹt. Đối với mỗi cầu thủ phòng ngự, có những pha cứu thua còn quý giá hơn cả một pha ghi bàn bởi tiền đạo. Cùng Mr. Zero điểm qua hơn 40 pha cứu thua ngay trên vạch vôi năm 2019. Đừng quên bấm subscribe kênh YouTube, like fanpage bóng đá hài hước để nhận ngay những thông tin mới nhất đến từ Mr. Zero các bạn nhé. Nhưng đây mới là thực tế. Thủ môn là người đứng sau lưng hàng phòng ngự, là chốt chặn cuối cùng không cho trái bóng đi vào khung thành. Tuy nhiên, ở những tình huống mà cả những người gác đền cũng phải bó tay, thì ngay lập tức đã có những người đồng đội của anh băng vào ứng cứu. Bằng một cách nào đó, không chỉ có những hậu vệ, tiền vệ mà ngay cả tiền đạo cũng xuất hiện kịp thời, trở thành người hùng cứu thua ngay trên vạch vôi bằng các pha xử lý nhanh như điện xẹt. Và bây giờ, hãy cùng Mr. Zero chiêm ngưỡng lại những pha cứu thua thần thánh ngay trên vạch vôi trong năm 2019 nhé. Thất bại 1-2 trước Valencia trong trận chung kết cúp nhà vua diễn ra vào rạng sáng 26 tháng 5 chính là kết quả của sự bế tắc trong lối chơi của Barcelona. Tuy nhiên, các cầu thủ đội chủ sân Nou Camp cũng để lại một vài điểm sáng. Một trong số đó chính là pha cứu thua ngay trên vạch vôi của Baker. Ngay ở phút thứ 5, sai lầm của Lenglet để bóng đến chân Rodrigo và rồi tiền đạo chủ nhà rê bóng qua thủ môn Siletland tung ra cú sút, nhưng may mắn trung vệ Baker đã kịp lùi về phá bóng ngay trên vạch vôi. Lacazette chắc chắn đã rất tiếc nuối sau khi bị cầu thủ đối phương phá cú sút tuyệt đẹp này của mình. Cay hơn khi mà người phá quả bóng ấy không phải là thủ môn của Newcastle mà là tiền vệ Richie. Nếu không có pha đánh đầu cứu thua ngoạn mục ngay trên vạch vôi ấy, thì pha làm bàn của Lacazette có lẽ đã nằm trong danh sách những bàn thắng đẹp nhất của anh. Các cầu thủ bên phía PSG đã phải vò đầu bứt tóc sau khi chứng kiến pha cứu bóng xuất thần này của Jason Denayer. Phán đoán tình huống cực tốt, hậu vệ người Bỉ đã đứng ngay trước khung thành, đánh đầu dũng mãnh sau cú sút đầy uy lực của Di Maria. Nếu năm 2012, bên mây gây ấn tượng bằng một tình huống dùng mặt cứu thua dũng cảm, thì trong trận đấu ngày 28 tháng 4 năm 2019 với Man City, hậu vệ 30 tuổi cho thấy sự nhanh nhạy của mình khi dùng chân phá quả bóng của Jesus ngay trên vạch vôi như thế này. Lại thêm một pha cứu thua khiến ai nấy đều phải trầm trồ. Ở trong một tư thế thuận lợi, Sebastian Haller đã có pha đệm bóng đập đất vô cùng khó chịu, đưa bóng về góc xa khung thành Chelsea. Pha dứt điểm hiểm hóc khiến thủ thành Kepa đứng chôn chân trong tình huống này. Thế nhưng, khi mà tất cả đã nghĩ tới viễn cảnh tồi tệ nhất, thì David Luiz lại bất ngờ xuất hiện và có pha cản phá quý hơn vàng, giúp thầy trò huấn luyện viên Maurizio Sarri được một vàng chết đi sống lại. Yeah,
see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our sight. Tưởng chừng như Sergio Romero đã phải vào lưới nhặt bóng sau cú dứt điểm của cầu thủ bên phía Rodel, nhưng Wan-Bissaka đã kịp thời có mặt để cản phá không tưởng. Người hâm mộ Man United đã hết lời ca ngợi pha cứu thua này bởi nó đã giúp cho Quỷ Đỏ có thể giữ được tỷ số hòa cho đến hết giờ thi đấu chính thức, để rồi sau đó giành chiến thắng trên loạt luân lưu cân não. Phút 47 trong trận lượt về đối đầu với Lyon tại vòng 1/8 Champions League, Arthur đã nỗ lực đi bóng vượt qua hậu vệ đối phương trước khi chuyền cho Messi. Siêu sao người Argentina suýt nữa thì lập được cú hat-trick nếu pha bóng này của anh không bị Fernando Marcan kịp thời lui về cản phá. Sau cú sút trúng cột dọc của tiền vệ người Senegal Sadio Mane, John Stones băng về phá bóng nhưng lại trúng người thủ thành Ederson, khiến bóng bật ngược về khung thành. Rất may, trung vệ người Anh một lần nữa kịp thời có mặt, quét bóng khỏi vạch vôi trước pha băng vào của Salah. Công nghệ goal line cho thấy bóng chỉ còn dính chưa đầy 1cm trên vạch vôi. Pha cứu thua không thể tin nổi này là tiền đề quan trọng giúp Man City lên ngôi vô địch ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019. Không chỉ một mà trong tình huống này có đến hai pha cứu thua liên tiếp trên vạch vôi, và cả hai đều đến từ Evgeny Chernov. Cú đúp cứu thua này sau đó đã được liệt vào danh sách những pha cứu thua vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Khi mà thủ môn Kepa chỉ còn biết đứng nhìn thì Pedro đã cho thấy sự xuất sắc của mình với pha đánh đầu phá bóng ngay trên vạch vôi như thế này đây. Cầu thủ người Tây Ban Nha cho thấy anh không chỉ là một tiền đạo xuất sắc mà trong cả khâu phòng ngự, bọc lót, anh cũng không phải dạng vừa. Chúng ta đã từng nghe câu sau lưng hậu vệ là thủ môn, sau lưng thủ môn là địa ngục. Nhưng trong những tình huống vừa rồi, sau lưng thủ môn còn có những vị thần cứu thua xuất sắc đến như thế. Bạn ấn tượng với pha cứu thua nào nhất? Hãy chia sẻ bằng cách để lại comment ngay phía bên dưới video nhé. Đừng quên nhấn subscribe cũng như để lại một like, share và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác từ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.